Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh bông lan bơ nho. Nguyên liệu của bánh bông lan bơ nho gồm có 200g bơ, bột mì 300g, đường xay 300g, trứng 300g, 30g nho, 3 muỗng canh sữa tươi không đường, vani và muối. Trước tiên mình cho vô đây một đầu đũa vani và một đầu đũa muối. Tiếp theo là mình bỏ đường xay vô. Đây là đường xay nó hơi đóng cục thì mình bóp ra một chút xíu. Và mình quậy cho đường với bơ nó hòa quyện với nhau để khi mình xay nó không có văng lên. Bây giờ bơ và đường đã hòa quyện với nhau, ta bắt đầu đánh trứng. Bắt đầu đổ trứng vô và mình đổ từng trái một. Cái bánh bông, cái bơ của mình nó bông bông lên rồi, ta bắt đầu đánh, ta bỏ trứng vô và ta bỏ từng trái một. Khi bỏ trứng vào các bạn giảm còn số 1 thôi nha. Khi bỏ trứng vào thì các bạn giảm số 1 thôi nha. Từ bề bánh này nó không giống bánh bông lan. Khi mà trứng đã quyện rồi các bạn cho thêm đó, ta thêm một trái đó, trứng quyện rồi ta thêm một trái nữa. Ta dùng đụng máy. Bây giờ trứng quyện rồi ta thêm trái nữa. Cho tiếp theo cho đến quả cuối cùng. Đó, bây giờ trứng quyện rồi ta bắt đầu thêm cháy nữa. Đó, bắt đầu quyện rồi ta đổ thêm cháy nữa. Bây giờ các bạn tăng tốc lên nha. Tăng tốc lên từ từ. Rồi bây giờ mình quét cái này xuống nè, để cho cái bơ nó xuống. Quét bơ xuống. Bây giờ mình đánh trứng được 15 phút rồi, ta bắt đầu cho bột vào ta rây. Và cái bánh này thì không có làm giống bánh bông lan nha mọi người. Bánh này là khác bánh bông lan, bánh này là bánh bông lan bơ. Cho nên là khác cái bánh bông lan thường.
Và mình chỉ đánh cái máy này thôi, mình đánh máy lớn là dễ bị chín trứng. Và cũng không đánh máy sinh tố được. Có nhiều cháu hỏi rằng có đánh máy đánh trứng được không? Máy sinh tố được không? Thì máy sinh tố không đánh được. Tại vì máy sinh tố chỉ xay được 4 phút thôi. Và máy sinh tố rất mạnh, nếu ta đánh thì nó sẽ bị chín trứng. Đó, mình quậy như vậy. Mọi người chú ý nha, mình quậy khi mình quậy bột. Và hôm nay mình quậy bột mình không tắt máy để mọi người nhìn rõ nha. Và mình đánh trứng thì mình đánh từ lúc đầu đến lúc xong là chỉ 15 phút thôi. Và mình khi mà mình bỏ trứng vô thì mình tăng tốc từ từ. Chứ không được làm số lớn thì trứng của mình sẽ bị chín. Khi các bạn quậy bột, các bạn cứ lấy cái cây vét bột này, các bạn cứ miết xuống thế này đó, cho nó mịn. Miết và cho nó mịn này. Hôm nay là mình không tắt máy này, để mọi người nhìn thấy. Bây giờ ta sẽ đổ 3 muỗng sữa, 3 muỗng canh sữa tươi lên và ta sẽ quậy. Đó, mình đổ 3 muỗng canh sữa tươi và mình quậy. Đó. Mình đổ 3 muỗng canh sữa tươi và mình quậy. Mình không tắt máy, có việc cần thì mình tắt một chút xíu thôi, mình sẽ mở cho mọi người coi từ đầu đến đuôi. Khi nào các bạn thấy bột mịn rồi, các bạn sẽ ngừng quậy và đổ ra khuôn. Rồi, bột mịn rồi phải không? Bây giờ mình lót dầu rồi. Mình bôi dầu vào, mình lót vào dưới nến như thế này rồi. Bây giờ ta bắt đổ bột vô. Và mình đổ 2 phần 3 khuôn thôi. Bây giờ mình cho 2 phần 3 vô khuôn, mình đổ 2 phần 3 thôi. Ta bắt đầu cho nho vô. Bây giờ mình cắm lò được 5 phút rồi, ta bắt đầu bỏ ánh vào. Và mình để nhiệt độ 200. Mình để vào tầng giữa, tầng thứ 2. Tức là tầng giữa. Và bánh của mình để vào tầng thứ 2, tức là tầng giữa. Và mình chỉ để lửa dưới nha mọi người. Mình để lửa dưới và để lửa 200. Khoảng 10 phút thì ta phải thăm bánh. Tự vì lò nó không có giống lò, có cái lò mạnh, lò yếu. Với một phần ta nướng chưa quen thì ta phải 10 phút ta thăm một lần. Không, nếu ta không thăm thì bánh dễ bị cháy. Bây giờ mình bỏ vô lò được 5 phút rồi, ta bắt đầu giảm lửa 150. Và mình vẫn để lửa dưới. Và mọi người ơi, bây giờ cái bên hông của mình nó bắt đầu vàng vàng rồi nè. Đó, cái bên hông của mình mọi người nhìn thấy không? Nó bắt đầu vàng vàng rồi, ta bắt đầu để lửa trên. Đó, cái bên hông nè, nó vàng rồi, ta bắt đầu để lửa trên. Và bánh của mình bây giờ nướng được 30 phút rồi. Mình bật lửa trên là bánh mình nướng được 30 phút rồi. Mình để lửa trên với nhiệt độ 150. Và bây giờ bánh của mình nướng được 40 phút rồi. Và bánh của mình nó vàng rồi. Thì bây giờ ta bắt đầu lấy ra. Bây giờ ta bắt đầu lấy bánh ra. Đó, mình lấy mũi dao, mình lấy qua sơn như vậy. Và bây giờ ta bắt đầu đổ bánh ra. Đó, mình đã lấy được ổ bánh. Và mình nướng lửa 150 thôi. Hồi nãy mình nói lộn, mình nói là lửa 200. Mình nướng lửa 150 thôi chứ không phải là lửa 200. Mình xin lỗi các bạn, mình nói lộn. Và đây là bánh bông lan thành phẩm mình đã nướng xong. Bây giờ mình cắt cho mọi người nhìn thấy.
đây là mình cắt cho mọi người nhìn thấy bánh của mình này. Nó chắc, rất chắc bánh nhưng mà rất là xốp. Vậy là mình đã hoàn thành xong hai ổ bánh bông lan nho, bông lan bơ nho. Và bánh này hơi đắt tiền một tí nhưng là rất ngon. Mình có thể đi biếu người thân, biếu bạn bè. Hai ổ bánh này mình làm hết 75.000. Bánh này mà các bạn làm đi biếu người thân trong các dịp lễ thì rất là tuyệt. Và bánh này thì để được rất lâu. Mình làm xong mình bỏ trong bịch ni lông á, mình bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh, mình có thể được để được nửa tháng. Tại vì bánh này nó không giống bánh bông lan, nó ngon lắm. Và nhìn nó rất đẹp, mình biếu người thân thì rất thích. Chính bản thân mình ăn rất ngon, mình muốn ăn hoài. Và nếu các bạn không thích ăn nho thì mình có thể không bỏ nho cũng được. Hay là ta có thể rim thơm á, ta xếp lên trên mặt thì bánh rất là đẹp. Vậy là ta đã hoàn thành bánh bông lan, bơ nho. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.